sao cấm sừng ai đừng cấm sừng em. Mới đây phía Phương Anh úp mở trên trang cá nhân về sản phẩm âm nhạc mới với hashtag cánh bướm dối dàng. Tuy nhiên, dòng trạng thái đi kèm poster được dân mạng cho là cố ý nhắm vào Virus. Không ít người cho rằng người đẹp đang cố tình cà khịa nam streamer Virus trong sản phẩm mới. Trước đó, chủ nhân hit Trời Giấu Trời Mang Đi từng tỏ thái độ không hài lòng với sản phẩm đầu tay của phía Phương Anh. Sau khi được người hâm mộ yêu cầu, Virus đã reaction sản phẩm đầu tay cấm sừng ai đừng cấm sừng em của phía Phương Anh. Sau những biểu cảm khó chịu trong lúc xem MV, đến phần nhận xét, Virus nghiêm túc lên án sản phẩm vì cho rằng ekip phía Phương Anh cố tình tạo chiêu trò, không tôn trọng khán giả. Có lẽ đây là lần đầu tiên người hâm mộ thấy một Virus thẳng thắn như vậy khi anh đánh giá sản phẩm tệ và cho biết đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh ủng hộ. Chưa dừng lại, cấm sừng ai đừng cấm sừng em còn là MV đầu tiên mà Virus nhấn dislike. Do đó, việc người hâm mộ đặt nghi vấn phía Phương Anh đang cố nhắc tới nam streamer là điều có thể hiểu được.